Vâng, xin chào các bạn nhá. Trung tâm hôm nay lại rất vui mừng được đón chú Phạm Văn Thỉnh. Vâng, xin giới thiệu với cả nhà chú Thỉnh rất đẹp trai, là từ Mỹ Hảo Hưng Yên. Nghe tin đợt này là có 10 bộ dàn Ken A85, A97. Chú ra chọn một bộ xuất sắc nhất này. Hiện nay chú đang ngồi bên bộ dàn, tươi cười đẹp trai. Thế và chú đã về đây từ sáng, thế nhưng nhường lại cho một bác ở Thanh Hóa mua bộ dàn Ken 5G. Thì bây giờ tôi đã sắp xếp bộ này cho chú. Vâng, xin tất cả ơn chú Thỉnh đã quan tâm đến cửa hàng chúng tôi. Vâng, bây giờ là ta đóng dàn cho chú. Thế và thông báo với các bạn là dàn A97 của tôi còn rất nhiều. Đây này, tôi sẽ quay lướt cho các bạn xem này. Vì lần này tôi có 10 bộ dàn Ken A97 mà. Đấy. Và các loại dàn khác cũng còn rất nhiều. Tuy bán mạnh nhưng các bạn xem còn rất nhiều. Nếu bạn nào còn nhu cầu về dàn, xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0982760098. Và địa chỉ, nhiều bạn cứ bảo tôi yêu cầu nhắc địa chỉ ấy. Thì của tôi là ở đầu cầu Giàm này, thuộc xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương nhá. Đấy, dàn còn rất nhiều, các bạn nên quan tâm. A97 lần này thì gọi là mưa A97. A97 lần này thì gọi là mưa A97.